Truyền hình Thông Tấn xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp với những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay 18 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Cũng trong sáng nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đã họp toàn thể phiên thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 17 tháng 8 cam kết chính phủ sẽ bảo đảm an toàn cho người dân vùng Đông Bắc đang sinh sống và làm việc tại nhiều vùng khác nhau của đất nước sau khi xảy ra xung đột sắc tộc bắt nguồn từ tin đồn tại khu vực này. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục nổ ra tại nhiều khu vực trên toàn Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Trong khi đó, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm giải pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng vẫn chưa mang lại kết quả. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Sau đại hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Đảng bộ về nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2010-2015. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện nghị quyết, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã quan tâm đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung cơ sở, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể, Đảng ủy khối đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, xác định một số nội dung, giải pháp, một số đề án thực hiện ngay trong năm 2012, triển khai chủ trương biện pháp chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, phát hiện những sai phạm, thiếu sót để chỉ đạo khắc phục, nâng cao vai trò vị trí của tổ chức Đảng ở các cơ quan, đơn vị. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật mà Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã đạt được trên các lĩnh vực công tác, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề đặt ra trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, như việc góp ý tập trung chủ yếu vào tập thể, góp ý cá nhân còn ít, chất lượng góp ý chưa cao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đi vào thực chất, cảnh báo việc tiến hành qua loa, chiếu lệ. Cũng trong sáng nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đã họp phiên toàn thể lần thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đây là phiên họp đầu tiên Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp cho ý kiến về dự thảo toàn văn các nội dung sửa đổi hiến pháp năm 1992. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và kết quả bước đầu của các thành viên ủy ban đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tại phiên họp lần này, các thành viên trong ủy ban sẽ góp phần hoàn chỉnh toàn văn dự thảo để tiến hành lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ tư vào cuối năm 2012. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổ chức lấy ý kiến toàn dân về nội dung dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Sau đó, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp sẽ tiếp tục họp, tập hợp các ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo, tiếp tục trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 10 năm 2013 để xem xét thông qua. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, sau phiên họp toàn thể lần này, Thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp tiến hành họp tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico, mới đây, Viện Hữu nghị và Hợp tác Mexico Việt Nam đã tổ chức lễ giới thiệu ông Felix Castellanos, người từng đảm nhiệm hai khóa nghị sĩ Quốc hội Mexico, làm tân chủ tịch của tổ chức dân sự này.
Ông Felix Castellanos bày tỏ vinh dự được nhận trách nhiệm to lớn, lãnh đạo tổ chức hữu nghị Mexico-Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tuyên truyền về con người và đất nước Việt Nam ngày nay. Ông Castellanos đề xuất thành lập thêm các cơ quan giúp việc, mở rộng tổ chức này ra các bang và kêu gọi đông đảo các nghị sĩ, trí thức, giới trẻ, các đảng phái chính trị và các nhà hoạt động xã hội tham gia vào tổ chức hữu nghị và hợp tác Mexico-Việt Nam. Đại sứ nước ta tại Mexico Lê Thanh Tùng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ chí tình mà nhân dân Mexico, trong đó có Ủy ban Mexico đoàn kết với Việt Nam trước đây và Viện Hữu nghị và Hợp tác Mexico-Việt Nam ngày nay, đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ chương trình hoạt động của Viện, góp phần thiết thực vào việc nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và lợi ích của hai dân tộc. Tiếp sau đây sẽ là báo cáo nhanh về tình hình cơn bão số 5 tại thành phố Hải Phòng. Vâng, ngay sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng, thì tính đến 9 giờ sáng nay không có thiệt hại về người, chỉ có một số cây xanh bị ngã đổ. 22 giờ đêm qua, Hải Phòng bắt đầu có gió cấp 7 và mưa với lượng đo được đến 8 giờ sáng nay trung bình 100mm. Hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường Bạch Đằng, Bến Bính bị đổ và gãy cành, khiến các phương tiện lưu thông trên đường gặp khó khăn. Hôm qua thì bởi vì tôi trông coi công trình ở đây thì tôi thấy là gió tương đối to, cũng phải đến cấp 7 đấy. Mà cái khu này thì nó gió nó quẩn bởi vì có nhiều nhà cao tầng cả mà. Tôi biết cái cây này đổ lúc mấy giờ? Cây này cái lúc mà tôi đi ra thì tôi thấy lúc ấy khoảng 11 giờ thì đã thấy nó đổ rồi. Ngồi trong nhà bởi mưa to thì không đi ra ngoài được, nhưng mà gió rất to. Mà tiếng cây đổ rồi tiếng kiểu như là những cành cây gãy rồi những cái cành cây nó bật xuống nó kêu. Ông Đỗ Trung Thoại, trưởng ban phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng cho biết, tính đến thời điểm này, Hải Phòng không có thiệt hại về người và tài sản. Hệ thống tàu thuyền neo đậu trong bến được đảm bảo an toàn. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo các đơn vị quản lý công viên cây xanh thu dọn cây gãy đổ để đảm bảo cho các phương tiện đi lại được dễ dàng. Đến 9 giờ sáng nay, Hải Phòng đã ngớt mưa, người dân đã trở lại cuộc sống bình thường. Là địa phương có diện tích rừng và đất rừng lớn nhất cả nước, những năm trước đây, Nghệ An luôn đi đầu về công tác trồng rừng. Tuy nhiên, bước vào vụ trồng rừng năm 2012, Nghệ An đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tiến độ trồng rừng. Năm 2012, Nghệ An đề ra mục tiêu trồng 10.000 hecta rừng các loại, trong đó có 9.500 hecta rừng nguyên liệu, còn lại là rừng phòng hộ. Hiện tại, 30 vườn ươm cây giống trên địa bàn với 7 triệu cây giống các loại đã được chuẩn bị sẵn sàng để cung ứng cho kế hoạch trồng rừng. Cũng đã hộ xong rồi, nhưng chuẩn bị lên trong tiệp vụ thu thì vào trong xuống đấy lại sổ kéo của lâm trường đấy, thì có sự hướng dẫn của bán lâm nghiệp vì nội dung các chi đây là về cách thức. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc thiếu vốn hỗ trợ cho các chủ rừng, các hộ trồng rừng. Theo quy định của nhà nước, định mức hỗ trợ cho chủ rừng, người trồng rừng là từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi hecta rừng. Nhưng với nguồn vốn 24,5 tỷ đồng do Trung ương cấp, tỉnh chỉ cân đối bố trí được cho 970 hecta trong tổng số 10.000 hecta theo kế hoạch trồng rừng của năm 2012. Khó khăn nhất đó là về cái nguồn điện. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đô Lương sử dụng cái nguồn điện nó cuối nguồn, do đó mà cái điện là rất yếu, nên không đảm bảo cái lượng điện để mà cung cấp cho cái hệ thống tưới tiêu của cái vườn ươm. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai đó là cái đường vào vườn ươm của công ty bây giờ là nó có cái cổng thoát nước nó lớn, thì bây giờ cái vận chuyển và để đi lại trong cái giao thông đó là khó khăn. Trước tình hình này, tỉnh Nghệ An đề ra giải pháp huy động các nguồn vốn khác cho công tác trồng rừng như vốn ngân sách địa phương, vốn của doanh nghiệp trồng rừng, của người trồng rừng, của các dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nguồn thu ngân sách để bố trí phân bổ cho công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản thu đã đề ra nhưng không thể thực hiện. Đến thời điểm hiện nay thì chỉ mới có 24,5 tỷ trung ngân sách trung ương, còn lại thì các nguồn khác chưa được hỗ trợ, ví dụ như nguồn ngân sách tỉnh, nguồn của Ngân hàng Thế giới, World Bank ấy, như các anh đã thấy đấy, thì cho đến hôm nay thì chưa có, và đặc biệt là cái quỹ bảo vệ phát triển rừng hiện nay cũng chưa có một đồng nào.
hiện ở Nghệ An vẫn còn trên 295.700 hecta đất lâm nghiệp chưa có rừng. Do đó, việc đảm bảo tiến độ, chất lượng trồng rừng theo đúng kế hoạch đề ra đang là bài toán khó cho địa phương. Trong những ngày vừa qua, thì tại Hồ Tây của thủ đô Hà Nội đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh hồ. Ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại Hồ Tây. Hàng loạt cá rô phi và nhiều loại cá khác đang bị phân hủy. Cá chết lẫn với rác rưởi, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh. Ngày xưa là không có họa huần lắm mới có cái chuyện cá ở Hồ Trúc Bạch, nó thời tiết nó thay đổi. Mưa nắng thì gọi là cá úi hay là tôm úi thì nó có nổi lên thôi. Nhưng mà nếu mà có mặt trời lên có khi nó tỉnh táo nó lại sống. Nhưng mà đây thì nó chết hẳn, chết rất nhiều. Những cái ngày mà trở trời ấy, thì cá chết nhiều. Đặc biệt là những cái hôm mà đồng trời ấy, thì lúc mà cá chết ấy, thì cũng rất ảnh hưởng đến cái môi trường ở đây. Nói chung cũng xảy ra nhiều lúc là mùi hôi thối. Hồ Tây rộng hơn 500 hectare. Hàng ngày phải tiếp nhận hơn 4.000 mét khối nước thải từ các quán ăn, nhà hàng đang hoạt động trên hồ và của người dân sinh sống quanh khu vực này. Không những thế, lượng thức ăn thừa, rác thải cũng bị xả trực tiếp xuống đây. Kết quả phân tích mẫu nước của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng đồng cho thấy hàm lượng amoniac trong Hồ Tây là 1,5mg trên 1 lít, gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép. Trong những cái vấn đề mấu chốt của cái việc này, cốt lõi nhất vẫn là vấn đề nước thải. Thế thì nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, rồi hiện nay chúng ta có rất nhiều nhà hàng mọc liên ở bên cạnh bờ, nếu không kiểm soát được cái chất thải đó thì là sẽ là tạo ra một cái lượng chất thải rất là lớn và làm cho cái hồ nó trở nên rất ô nhiễm. Hồ Tây có vai trò quan trọng trong việc cân bằng môi trường sinh thái cho Hà Nội, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư đông. Thế nhưng, tình trạng ô nhiễm ở đây đã đến mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến lá phổi xanh của thành phố. Khi nguồn nước bị ô nhiễm, hệ sinh vật trong nước sẽ mất đi, thiên nhiên quanh hồ cũng bị ảnh hưởng theo. Như vậy, nếu không có một chính sách bảo vệ nghiêm ngặt, thì nước Hồ Tây trong tương lai sẽ chỉ là một hồ nước chết. Trong những cái nhiệm vụ quan trọng nhất là có lẽ là nên đếm tất cả những cái dòng nào mà có thể thải dẫn đến cái chuyện thải ra Hồ Tây chặn lại và có một cái quy định là bắt buộc ép buộc tất cả những cái dòng thải phải được quy về hệ thống cống thu nước, thu rác ơn nước thải của Hà Nội và đưa về hệ thống xử lý trước khi chảy xuống hồ. Cái thứ hai là nước mưa chảy tràn cũng làm cái lượng là đưa cái chất thải xuống Hồ Tây hoặc là các hồ rất là lớn thì cũng phải có những cái biện pháp công trình. Hồ Tây là một hồ tự nhiên, có khả năng khôi phục nhanh, là hồ duy nhất còn lại hệ sinh thái và liên kết ngầm trực tiếp với sông Hồng. Nhưng bản thân Hồ Tây sẽ không khôi phục được nếu như không có sự chung tay gìn giữ và bảo vệ của con người.